Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh yếu đi. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái nhiều mây. Nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở các tỉnh vùng núi phía đông Bắc Bộ tăng lên ngưỡng từ 12 đến 15 độ. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng nhiệt độ tăng lên mức từ 13 đến 16 độ. Sáng đến ngày mai, thời tiết ở miền Bắc tiếp tục có sự phân hóa. Khu vực phía đông Bộ trời nhiều mây âm u cả ngày, từ đêm nay đến ngày 17 tháng 1. Ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 80 đến 120mm, có nơi trên 150mm. Với nhiệt độ tại đây chỉ từ 18 đến 21 độ. Còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời vẫn có nắng nhẹ, nhiệt độ tiếp tục cao từ 21 đến 23 độ. Lưu xuống khu vực Trung Bộ, quá trình suy yếu của không khí lạnh khiến cho miền Trung trong đêm nay và sáng ngày mai. Ở khu vực Trung Trung Bộ còn duy trì tình trạng nhiều mây, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi vùng ven biển. Vùng Đồng Bằng Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50mm, có nơi trên 50mm. Đến trưa chiều mai, mây mỏng dần và trời hửng nắng. Nền nhiệt ngày mai ở khu vực miền Trung có xu hướng gia tăng trở lại. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế với mức nhiệt cao nhất trong ngày tăng lên ngưỡng từ 23 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi nhiệt độ ở mức từ 26 đến 28 độ. Còn ở khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ ở ngưỡng từ 28 đến 30 độ. Lưu xuống khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên. Trong đêm nay, nền nhiệt cả hai khu vực này vẫn có xu hướng giảm do không khí lạnh quét tán xuống. Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay ở Tây Nguyên phổ biến từ 15 đến 18 độ. Còn ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ. Ở miền Tây, ngưỡng nhiệt từ 21 đến 23 độ. Sang đến ngày mai, trời nắng sớm khiến cho nền nhiệt ngày ở khu vực vùng cao Tây Nguyên và Nam Bộ tăng nhanh. Mức nhiệt cao nhất ngày mai ở Tây Nguyên là từ 28 đến 30 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, ngưỡng nhiệt từ 30 đến 32 độ. Riêng miền Đông, cục bộ có nơi có nhiệt độ lên mức 33 độ. Diễn sang thời tiết trên biển. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Còn các vùng biển còn lại thì có mưa rào nhẹ, rải rác và có nơi có dông.